Trở lại kênh Đắc Nguyễn thì hôm nay tôi đang trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 đoạn qua huyện Đắc Song, ngay xã Trường Xuân, gần chợ Trường Xuân thì xảy ra vụ tai nạn. Một chiếc xe không biết vì lý do gì mà đã lao vào lề này. Đấy, người này chắc không thiệt hại về người, nhưng mà xe thì chắc cũng hư rồi. Trời ơi, quá à, vàng. Có khả năng là tài xế ngủ gục. Trời ơi, xe đang lên dốc nhé. Ôi, úi xa, 47C1. À trời, xe vặn hết thùng luôn. Sắc mạn. Nó bị gì? Dạ. Bị nó ép hay sao mà bang vô đây ta? Dạ, cho. Bị nó vượt ẩu ép hay sao? Ngủ gục à? Ngủ à? Đồ má. Mình ngủ kiếm chỗ ngủ đi. Chạy ra nguy hiểm quá. Bang nghề ăn cá ăn chả vàng. Mới làm dắt 2 tiếng hồi dưới kia rồi chứ. Em đi mình hả? Dắt. Em đi mình hả? Có một phụ nữa. Má nhắm mệt ngủ ra một ngày không tới 3-4 ngày chứ. Anh nhiều khi đi từ Đắk Minh này, anh cũng Bình Phước này, mình đi hai tài đó. Mà nhiều khi anh còn ngủ trong đường nữa. Em mệt là anh ngủ à? Nhưng mà thôi, nó bị này thì chắc cũng không hư hỏng nhiều đâu. Nó bị bệnh không một xíu. Không chắc không biết có bị giảm về sức khỏe không. Dí này chắc không bị gì. Chắc không bị gì. Dí này không bị gì đâu. Cái băng ngang cùng lắm nó cong nắn lại.